Và có vẻ rằng với cái một thế trận như thế này thì hai ông Châu chúng ta ngoài cái việc mà đối đầu thì có vẻ là còn có những cái tình cảm gọi là tình bạn đấy. Đấy, tuy nhiên rằng là nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành đấy. Là có lẽ rằng là các ông Châu sẽ vẫn tiếp tục thăm dò và đưa ra những cái quyết định để đi tiếp theo chung cuộc. Và chúng tôi cũng nhận định rằng với cái thể hình ở trong cái khắc thi đấu thứ 6 này thì hai ông Châu có thể hình hết sức là cân đối cả về cái chiều dài cũng như chiều cao và độ rộng của sự. Thì như vậy thì với cái thể hình cân xứng như thế này và với một cái thế trận như thế này thì liệu rằng ông Châu nào sẽ giành chiến thắng, thì tôi cho rằng có thể là cái thái độ cũng như là tinh thần, cái sự gian lì sẽ là một trong những yếu tố quyết định để đem đến thành công của Huỳnh Văn Châu. Và để cổ vũ cho tinh thần cho hai ông Châu thì đề nghị quý vị